Hello, chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với lớp học Isamon của mình. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với lớp học mọi người ơi. Hôm qua là mình hứa mọi người hôm nay sẽ cho Mewtwo lên 100 level để quýnh nhau với con núp mọi người. Hôm qua nó thua mình rồi, bây giờ nó còn đòi leo lên cái vương miện của mình. Mày đi xuống không? Mày làm cái gì vậy? Mày cầm cục xương, mày khen mày gặm xương hả núp? À mày... Tao mày cục xương lấy không? Reborn. Lấy không? Tao xương gì vậy? Reborn. Reborn. Cái này làm gì ta? Ăn vô thì mình thành sẽ thành con gâu. Ken bi sao? À, cái này có thể bán cho mấy ông shopper. Thôi mày xuống lượm. Cái gì vậy? Xuống lượm xương của mày đi. Cục xương Reborn. Con đất nó vừa lượm cục xương mọi người à. Mày lượm xương, tao không có lượm xương, xương của mày mà tao không lượm đâu, né ra. Mày làm gì vậy? Mày đi hip hop. Đi qua cái chỗ kia của mày, đi qua cái sân đất của mày đi. Mày muốn nó hoài vậy? Mày hôm bữa mày thua cuộc rồi mày phải qua bên cái khu vực của mày chứ. Đứa nào thắng cuộc mới là qua được khu vực kim cương mà hiểu chưa? Ok, hôm nay sẽ là một cái màn mà mình sẽ cho Mewtwo max level quýnh nhau với lại con núp. Hôm nay mày có kế hoạch gì, đội hình nào có thể khắc chế đội hình siêu việt của tao chơi núp? Tao đi kiếm mấy cục kim cương. Đó, các bạn thấy không? Đôi mắt hào quang sáng chói. Ủa đâu mất tiêu rồi. Ui con này nó không thấy được luôn mọi người ạ. Đây. Ha, bây giờ qua sẽ cho nó ăn lên level 100. 84 này, 86 nè. Ui, có chiêu mít, ui chiêu băng luôn hả? Chiêu này làm gì đây? Mày đem Mewtwo mày ra làm gì nữa vậy? Ôi, cái chiêu này đổi được chiêu gì ta? Chiêu này nè. Này sử dụng như là một cái áo choàng mọi người. Và nó có cái khả năng á là Be in flower hả? Cho 5 lượt mọi người. Cái này tại sao mà nó không hiểu lắm. Mà không thấy đâu. Có khả năng gì đó trong 5 lượt ấy. Làm low start gì đi. Có nghĩa là khiến đối thủ bị giảm sức mạnh rồi mà ta. Ui, có biết trai luôn nè. Wow. Quỳ xuống. Mình sẽ đổi cái chiêu này. Quỳ xuống. Mày làm trời nó. Quỳ xuống, tao đang đứng cái nè vàng, mày phải quỳ xuống. Trời ơi mọi người, nó trời ơi, nó xây dựng cái quỳ xuống cái chuyện cái vua mày. Mày bố láo núp. Mày xuống nói chuyện với vua lại lên. Mày bố láo, chỗ này cũng của tao luôn. Của tao mới xây. Chỗ này của tao luôn. Tao mới xây. Chỗ này hết hợp cho tao thôi. Đây là khu vực của tao, mày thích. Mày nâng cấp cái ngai vàng hả mày? Được, tao nâng cấp cái khu kim cương của tao lên luôn. Thì gớm thôi, vàng đẹp hơn thôi. Tuổi đâu bằng kim cương được mày. Coi đem cất thôi. Rồi, đó, khỏi cần làm đường lên. Cái con gì vậy? Kiểu nó quýnh, cạnh quýnh lén mình kìa. Cho mày bê xe chai luôn này. Mày hả bưởi? Dục. Ê, đứng cục thạch coi. Tao cất bớt kim cương vô. Đây, thấy chưa? Đây là thứ kim cương thứ dữ nè. Của mày tuổi đâu mà xứng đáng vào cái gọi là dương miệng số 1 này. À, từ tao đi kiếm thêm cái... Ây da, lộp. Hay ra quanh, gì xuống. Quỳ xuống. Hey yo anh, mày coi gấp việc quá rồi, mày bị ngáo quá núp. Hey yo, what's up? Nghe mà phát mệt luôn. Ê, để đi qua kiếm mấy cái bản tên không à. À, bên ông này có cái bản tên à. Cái tên gì vậy? Cái bản tên á. Nó đi làm luôn á, tính ra để làm. Ê, vô đi, bán shopper. Có lấy mọi người, vô mình bán mấy cái cục xương nè. Trời, cái thằng này nó đỏ lòm tụi mày. Ê, có thằng level 40 đó lòm. Ui, bán được 1000 tiền luôn mọi người. Ui, ngon ghê vậy. Fly game bán luôn nè. Bán gì vậy? Bán luôn nè. Ê, bán cái gì vậy? Bán mấy cái tàu lao với gì, bán cho đỡ chật. Sao bên này là mua, thôi không bán đâu. Ôi, những ví dụ tôi bán bạn bạn. Ai, bán tên đây nè. Rồi, đây là dương miệng số 1 thế giới. Chức vô địch. Chức vô địch gọi là vô địch gì ta? Vô địch thần chữ. Vô địch thúi. Mày mới là vô địch thúi á. Rồi, chúng ta sẽ có cái lịch bản tên ngay chỗ này, đó là... Đây là... Championship. Thế đâu à? Chạy Champion hả mọi người? Đó, Champion. Không biết ghi đúng không ta? Championship. Ê, Champion mất tiêu rồi, tự ra chữ S rồi. Champion phải đúng. Champion. À, đây, vô địch, nhà vô địch. Nhà vô địch, vũ trụ. Ê, mày cái cắp đồ mày, bỏ ra mày. Có lấy đâu, chưa con, có lấy. Cái con Neroba mày lên chăm chờ vô solo tao nè. Lẹ lên.
Neroma hả? Với level 80 à? Chăng cái đời đời như lên. Con này tao đấm cho không trừ phát nào, được cái to chưa, con. Chưa, 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 chưa. Được cái to con xin có chẳng chưa? Được cái gì cả. Thế xin sao chưa? Trời được cái to con. Ui cái tay nó đẹp quá mọi người. Hai cái tay gì nó vậy, y như nó đâu cầm. Vậy? Gì con nào nó đúng cầm, là ông nữa. Nó cầm hai cái khối y như hai khối dung nham á mọi người, nhìn sợ thiệt chứ. Nó gắn dung nham bên người đó đâu rồi? Đẹp thì đẹp thiệt đó, nhưng mà cũng là không phải là đối thủ của Mewtwo xịn sò tao đâu. Level bao nhiêu rồi ta? Mày gà lên cho nó coi nè con. Mày hả? Xíu xíu. Mày chưa mày gà thì mày không phải là đối thủ của tao lên núp à? Mày gà lên, trời ơi mọi người nhìn kìa. 100, rồi ok. Cái của tao là hả, quá trời sức mạnh luôn nè. Cứ biến lên đôi sừng nhọn quắc luôn nè. Level 100 rồi, ghê nhưng mà cơ bản đó các con này nó không mạnh bằng con Mewtwo mà. Không dám đâu, con nó hơi bị trâu luôn đó, về độ cứng của nó hơi bị mạnh luôn á. Bước vô đây con tao nó ra hiệu đấm nhau rồi kìa. Hả? Bực cái bự con, máu chảy quanh ngực. Mày hả, tao cho mày chiêu... Từ từ từ, từ. Chơi chiêu gì mạnh tao quên rồi. Đầu tiên tao sẽ cho mày chiêu Future Sight trước nè. BC hả? Mày chơi hệ siêu linh với tao là mày sai rồi con. Đấm 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 pa 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 pa. Mày có mega thì mày cũng không bự con bằng tao đâu. Ok, tao nó bị lỗi đam rồi. Không có lỗi đâu. Lỗi đam rồi. Hôm bữa mày hơn thôi. Không phải đâu. Mày hả bưởi một chiêu chết luôn nè. Mày chơi hack cái gì vậy? Ủa có cái dòng bên. Trời ơi, mày hãy chơi một chiêu chết luôn con tao hả? Chơi gì? Các bạn mình biết cái chiêu. Không thấy gì hết. Mình biết cái chiêu Future sai rồi mọi người. Đã. Thôi, mình bí mật mình đi giữ nguyên trong người, mình không nói ra đâu, con núp nó nghe sao? Biết. Ngu, tao đã nhận ra được cái chiêu này rồi. Hả đi ngủ đã, cho trời sáng rồi bắt đầu chúng ta sẽ làm một trận tiếp theo để coi mình đang test sức mạnh của con này. Thôi đúng như vậy không? Nhảy lên núp. Mày làm gì vậy, đi ngủ rồi hả? Tao đi ngủ rồi. Ồ, đi ngủ hả? Tao quýnh mày. Mày tránh ra con, mày con ác mộng cơ. Thôi đi ngủ. Tên 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 tên. Ok nè, hồi máu đi, ta sẽ cho mày thấy cái thua lần thứ hai là cái như thế nào này đó. Nhanh lên. Nó thua, quýnh gì nó thôi, tao dùng chiêu khác, ngu à. Nhanh đây. Tao sẽ dùng chiêu khác, ha ha. Được, chứ nào vậy, nhưng mà mày đã thua rồi, con này là gần như là không có đối thủ. Không phải đối thủ của tao, con Mewtwo lần nào nó ra nó xô mình rớt đất hết mọi người. Tao dùng chiêu khác thôi, chiêu gì đây? Thả đá vô đầu mày ha. Đó, đầu tiên chơi này nha. Chiêu đầu tiên sẽ không có đam đâu mọi người, yên tâm. Một phát chết. Không có chết đâu. Còn tao đâu. Mình chưa đánh hụt có gì vậy? Ủa mày. Rồi, ok. Chấp mày á. Tao chấp mày, tao chơi bình thường thôi đó. Coi này nha, lượng máu của mày bao nhiêu. Ồ. Rồi, hãy xem đây. Ơi, fail rồi. Mày vẫn tao bị mất máu ít kìa con. Bị fail. Giờ tao quánh mày chết luôn rồi. Mewtwo for soul unattached. Waiting. Ủa, chưa chết hả? Ủa, nó bị gì ta? Mày hơn nó, hồi nãy mày hơn mày quên cái thôi. Hồi nãy mày quên hơn mày quên. Không phải mày ơi, bị lỗi, game bị lỗi. Lỗi mày, quýnh lại, lỗi thôi, nãy nó bị lỗi thôi, tao thắng mày 2 trận rồi. Lỗi gì? Chẳng qua nó bị fail chiêu thôi. Tự nhiên fail vậy, chiêu quýnh hơi xui, da nó té rồi. Đó. Con này nên tao té rồi. Ta sẽ quýnh lại chiêu khác cho mày coi. Mày là mày đủ tuổi mà thắng được con Mewtwo của tao. Lại Mega nữa, lâu lắm. Mega cũng nhỏ con thôi. Có gì không có qua được con Negromao tao đâu. Mày nè. Ui, cái này không xin nhê siêu linh, không xin nhê vẫn người nói mọi người. Thêm chiêu cái đầu. Chiêu này nữa rồi chơi chiêu kia mới đã. Đấy. Cái gì vậy? Sử dụng cái gì vậy? Rồi, ok, nó chơi siêu linh rồi nè. Hụt nữa nè con. Ủa sao nó hụt nữa rồi. Ủa sao nó không quýnh được ta? Ủa mày chưa chết hả? Nó không quýnh được mọi người. Mình nhớ siêu trời sai. Sao nãy mày quýnh tao được cái vậy, mày hết quýnh được. Ủa nó cái chiêu Future Sight này quýnh. Mày cười mày. Ủa
Ôi tao cầm cúp tao quýnh chết mày. Cái chiêu bị lỗi rồi, trời ơi sai mình quýnh đúng mà ta, sao mình nó không ra được chiêu ta. Kỳ vậy. Từ từ để mình đi test lên mấy con này coi. Chắc là nãy mày hên mà quýnh tao được cái thôi á. Khùng. Cái chiêu feature sai này nó có tác dụng kiểu như là phải có một con quýnh gây đam to thiệt to ra bắt đầu nó mới gây đam. Đấy. Mọi người thấy không? Nó mày quýnh với con yếu á mày. Nên là mày quýnh hơi. Không phải đâu. À nãy có con huyền thoại đúng rồi, tao anh con huyền thoại đâu rồi. Con boss đây nè. Boss cô. Ủa cái con boss kia đâu bắn tiêu ta? Boss cô quét kìa. Trên ngọn cây kìa. Boss đâu rồi? Đây rồi. Đây cũng là một con con boss level 105 mọi người ạ. Đây để mình quýnh cho mọi người coi. Level đầu hình như quýnh nó khục. Nhưng mà nó chịu đựng hai lượt đánh thì nó dồn đam sát thương hay sao ấy. Vậy thì mà người ta quýnh mày chết trước rồi còn đâu. Nè hai cái rồi nha. Cái thứ ba nè. Đấy, một cái chết luôn mọi người thấy chưa? Đôi khi nó bị lỗi, nó chấp nhận bị ui rớt cái gì thế này vậy? Bị thương hai cái rồi nó mới mạnh. Flame ORB. Đi cất. Ở ra cái còn cái chiêu kia thì như thế nào ta? Còn chiêu vật lý thì không quýnh được con núp đâu. Chiêu vật lý là quýnh không có được. Chiêu Aura Fear là quýnh không có được. Nó rất là trâu. Mùa lấy thịt nè. Flame ORB. Ôi trời. Có 7 viên Flame ORB như này luôn rồi. Đó, đồng đi. Ok, được rồi. Hôm nay hả? Mình sẽ đi chinh phục một cái con ở vùng hai mặt trời. Đó chính là Cosmos. Một cái con rất là chi là khủng. Bây giờ mình sẽ tìm nó bằng cái việc mà mình search. Đây là Cosmos. Đây đúng rồi các bạn. Con gì vậy? Con này sẽ là cái mình sẽ cái radar rồi đó. Thì con này sẽ kết hợp với lại con của con núp để mà quýnh với mình mạnh hơn. Chứ con nó chân gian, con nó yếu quýnh không lại mình đâu. Sao? Quýnh lại coi, tao quýnh lại con nó bị lỗi thôi. Con mày làm gì có tuổi quýnh được con tao. Cho nãy mày bị lỗi đó. Con này đôi khi cái chiêu này nó dễ bị lỗi lắm mọi người. Thua nữa tính gì? Tính gì mày mới thôi. Mày thua. Evo nè, cho chiêu này trước nè, mình chơi combo y nãy coi. Vô. Đâu vỏ. Bắt xin. Đấm cho mày một đấm nè con. Hay trời ơi. Rồi, chiêu 1 cấp nè. Chiêu 2 quýnh thường nè. Chiêu 2 quýnh thường rồi, tao quýnh mày chém mất tiêu rồi. Chiêu 2 quýnh thường nè. Đó, chiêu 3 này. Cái chết luôn nè. Ôi sao nó bớt xin phai lịch biết rồi ta. Ôi mất máu ít nè mọi người ạ. Tao chơi chưa bị xích cất nè. Gì hả con, mày hả bưởi. Rồi, vẫn có chơi chưa ngủ đi, được rồi, tiếp tục. Chấp luôn. Con này dường như là hình như chiêu thứ 3 mới bắt đầu sử dụng cái chiêu feature sai mọi người. Nó fail lịch biết à. Đấy. Tự chết luôn, tự giết bản thân luôn. Sao tự giết? Sao kỳ vậy ta? Sao lúc mà nó quýnh được cũng không quýnh được ta? Để mình còn test lại con boss này coi. Cái kêu feature sai này quýnh nó kiểu như nó lỗi cái gì á. Hay là do mình không biết ta? À, tắt mega, không cần mega đâu. Để mình dùng lên con boss này coi nè. Đó, nó quýnh mình nè, nó quýnh điện mình nè. Trời, nó quýnh một cái nè, cái thứ hai nè. Cái thứ hai cũng âm, cho nó quýnh, cho nó dồn đam vô nè. Cái thứ ba nè. Đấy mọi người thấy chưa, cái thứ ba đấm cái chết luôn, thấy chưa? Thấy chưa, con boss đấm cái chết luôn mọi người biết nó mạnh cỡ nào rồi đó, đấm cái chết luôn kìa. Quý lại cái nấp tức quá đi được. Mày đi xuống không mày? Số vàng của tao đẹp hơn, người ta cũng thèm cái kim cương. Ha, cái vô vàng á, đồ của bắp. Lại, nhớ lên. Con này quýnh hình như nó quýnh nhiều quá, nó bị lỗi chứ mày, tao phải restart lại server mới được hay sao ấy. Chấp luôn khỏi mega luôn. Chấp luôn khỏi mega luôn. Mày cứ đạt đòi thắng hoài hả? Sao được? Mơ đi. Thắng tao hoài. Nè. Cái này nè. Sao đánh hụt của ta? Đói. Ui, nó tự chết hết chưa? Nó tự chết luôn kìa. Tao quýnh mày mà. Khùng quá mày. Nó tự chết đó mày.
kiểu như bị lỗi sao á, nó tự chết á. Không được rồi, cái dạng này mà đi quýnh boss không bao giờ chết, tự chết được. Bị lỗi á. Nghĩa là nó thấy tao nó sợ. Sợ cái đầu mày á, mày xuống mày, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Nó thấy tao nó sợ. Kỳ cái mọi người, cái nó cảm giác như mình quýnh boss thì ok, mà nhưng quýnh nó lúc đầu mình quýnh mọi người không, đấm nó cái chết queo luôn á. Quýnh lại cái coi là mình tức ghê luôn á. Tại nó mày quýnh như lúc đầu vậy đó. Mạnh như gì vậy, mày cứ đòi hoài luôn á mày. Mày quýnh như lúc đầu coi. Lúc đầu á. Ờ. Mình sẽ dùng filter size trước. Con tao quên hồi máu rồi. Kệ đi, tao đang sửa lại skill mà. Đấy. Ruby xích chích của tao rất là mạnh nha. Không có. Fail biết rồi ta, sao nó bị fail quá vậy? Ở trên mọi người nó bị fail quá à, lúc đầu quýnh được giờ nó bị fail quá à, nó quýnh không ra luôn nè. Nó bị lỗi rồi. Mình hiểu rồi mọi người, cái chiêu đó là như là một cái kỹ năng mà nó sau hai đòn tấn công á, nếu mà nó hụt hình hụt luôn. Nó rất là dễ bị hụt mà nhưng mà nó rất là mạnh luôn ấy. Cái tỷ lệ sát thương rất là cao luôn. Ê, vừa xuất hiện một con boss Titan đây. Ê, nó vô đây hồi máu lại nè, nó di chuyển à. Mới thấy con boss đâu rồi mày? Chắc nó mất rồi. Ngon, bây giờ vô quýnh lại này, hồi máu cho kỹ vô. Bây giờ hả, nếu mà mình thua mình sẽ cho nước con Mewtwo đi luôn. À, gắt chưa? Cho hả? Mày cho cái con thua tao. À, nó giỡn thôi, ngu gì cho. Được rồi. Mày mới đó, mày cho. Láo. Mới nói cho tao sẽ đã giúp rồi. Mày, nếu tao thắng tao sẽ giúp mày à. Cho một kiếm một đội hình con mạnh thêm, đó chính là tao sẽ đi kiếm con Cosmos như lúc nào tao đã tìm. Tao sẽ cho mày con đó để cho giúp đội hình của mày nâng cấp lên một tầm mới, và bữa sau tao sẽ kiếm con khác chơi. Đó. Bây giờ tại vì con lúc đó có con Neroma mình không có mọi người, nên thành ra là mình sẽ kết hợp để xem cái sức mạnh nó có biến đổi được cái dạng con Sun Galeo ở cái dạng mà kết hợp với này ra một cái dạng bóng tối mới không. Đó. Mình đang rất là hả? Sao bị gì vậy? Chăm chờ vào cái dạng đó. Mày chơi chiêu gì mà mày né hết vậy? Tao vừa học được kỹ năng. Ui mẹ ơi, nó đắp một cái nửa máu kìa. Đánh trúng rồi. Aurafi, trời, Aurafi không suy nghĩ con này mọi người à. Đấy, nó sao đánh tao hai lần luôn hả? Đó là chiêu future size á, sau hai lượt nó sẽ tự động tấn công. Ôi, không xin nha. Con này là cái con Negroma, nó cũng là hạng siêu linh nè mọi người, nên thành ra nó rất là trâu. Nó không có sợ chiêu này của mình. Này nè, đấm chết luôn này. Láo hả mày, nửa máu thôi nha con. Không có tuổi mà quýnh nó tới lần thứ hai đâu. Mày đừng có mà tưởng bỡ hơn muốn được tao thôi. Hơn gì mà hơn. Mày vẫn thua. Giờ mày muốn đánh thêm một trận nữa để quyết tâm quyết quyết cái thắng bại không? Dám không? Chơi thì chơi, sợ ai? Bước vô. Bước lên đài vinh quang. Thẳng tâm. Mày không có thể nào quýnh này được tao đâu. Cái phiên trời sáng của tao là vô địch thiên hạ rồi. Future size của mày đánh hụt là mày cũng thành. Sau hai lượt nó sẽ tự động tấn công thôi, mà có khi là nó bị hụt mọi người, nó sẽ hiện nó thông báo cho là failed đó mọi người. Là bị fail là bị chia đôi, sẽ bị mất. Nhưng mình sẽ chịu đòn. Mình khi sử dụng kỹ năng đó thì mình có khả năng thêm né tránh nữa. Ghê à? Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ dùng basic chích nè. Đấy, nhìn không có cái hiệu ứng. Né được hết luôn á hả? Tất nhiên. Ghê à? Bước vô. Ra chiêu đi chứ. Tao sẽ đánh chúng mày. Đấy, thấy chưa? Sau hai lượt nó tự luôn. Sau hai lượt nó tự đánh thêm một cái nữa mọi người thấy không? Quýnh hụt rồi. Mày nè bưởi. Ê sao tao quýnh hụt mày hết luôn vậy? Thì bởi con tao được thuộc dạng nó gọi là thức tỉnh kỹ năng rồi. Con mày sẽ không có thể đánh trúng được con tao. Ý lâu lâu trúng. Đó, trúng rồi. Nè trúng nè. Một đạp luôn nè, trúng nè. Này trúng. Mày cho chen là tao quýnh hụt mấy lần luôn. Con tao có kỹ năng là né tránh siêu việt. Con mày không có khả năng đánh bại tao đâu. Đi xuống luôn đi. Chỗ này của tao luôn. Tao đi nướng thịt. Hai chỗ này là chỗ của tao luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cần qua một cái vùng Sunflower. Là cái vùng xuất hiện của con Cosmos á. Là cái con để mà có thể kết hợp được có dạng con núp á mọi người. Để mình lấy thứ mình kết hợp coi. Nó có là cái dạng của con Sun Galeo của con núp. Cái dạng Negroma con núp có thể biến hình được không? Để mà có thể chấm. Mình mới có đem thử thách để kiếm con khắc chế mọi người. Ok, chúng ta let's go nào.
Cuối cùng thì chúng ta đã có mặt tại cái khu mặt trời mọc. Đây là khu Sunflower. Đây là khu mà xuất hiện con Cosmos hay là Cosmo gì, mình đọc là Cosmo hay là Cosmos thì mình hay đọc Cosmos mọi người. Thì cái khu vực này sẽ là cái khu vực mà ây da, có con boss. Ôi cái gì vậy? Con boss bò, đây là con boss bò rừng Buffalo. Một đấm. Xanh lè, xanh lét. Đây nè, mình sẽ cho chiêu Future Sight trước. Sau 2 chiêu quýnh nó sẽ tự động quýnh nha. Tao là người có con Necroma cho nên tao sẽ tìm ra được cái chắc con Aurafi nó chết quá. Con Cosmos đó. Trời ơi, chưa kịp gì hết. Cái Aurafi. Ôi, có này luôn. Raticay là con nào vậy? FBC mình có rồi mà nhờ. Đây, cái khu vực này. Ôi, có con boss nữa nè. Raticay là con chuột. Raticap. Ôi, nó mất luôn, tự động mất luôn kìa. Ôi, có cái bông mà đẹp quá ta. Thôi mình lượm mấy cái trái này về mọi người, mình chọc. Trời ơi, boss của trời là có gì vậy? Quýnh nhau nữa hả? Quýnh nhau thì quýnh nhau, có gì đâu. Cái bông này đẹp dữ vậy. Có mấy cái bông này về chồng ở khu vực của mình. Ui đẹp, mấy cái này đẹp ghê. Berry, mấy cái berry quá trời luôn. Ok, trời hoàng hôn cũng bắt đầu xuống nè. Những lúc mà, những lúc mà hoàng hôn như thế này á, là cái lúc mà rất là dễ xuất hiện con Cosmo. Cosmo đúng không nhỉ? Cosmo thì được hình vậy. Cosmo mình nãy mình tìm nó là Cosmo mà đúng không? Đúng rồi, mày đọc nó là Cosmo đi. Đọc nó Cosmo nè mọi người. Ui, Cosmo, Cosmo. Ê, con tao thấy rồi, tao bắt. Cosmo. Ấy con này hình như là ở đâu mất tiêu rồi. Vậy thì bắt rồi. Đâu, của anh mà. Quan thấy trước mà. Ôi, nhưng mà tao có con Necroma mà tao bắt không phải rồi. Tao bắt trước. Ê, ê, tránh ra mày. Rồi, tao bắt được rồi. Ý, tao bắt được rồi. Ê, mình văng. Trời, đúng là mình, mọi người. Băng quăng có một cái là bắt được luôn. Bắt được cái luôn. Ê, với mình có sơn con leo rồi đó. Ê, ban đêm sẽ là. Nhưng mà trời đêm á, sẽ nó rồi. Sẽ biến ngày đầu nó sẽ biến thành Lunala. Nhưng mà thôi, mình sẽ đợi ban ngày. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở về nhà để coi. Trời, bắt đúng có một quả duy nhất luôn. Cái nhân phẩm của mình gọi là nhân phẩm vô cực. Nên mày hãy giao nộp luôn con Necroma có mày đây nè. Mắc cười quá, con Necroma tao huấn luyện lên đã cho mày không có đâu, không có đâu. Mắc cười quá, đưa đây mày. Đi về nhà mày cho tao cái đi. Trời mà cho mày phải đưa con Necroma cho tao. Quấn lộn thằng này nè, level 95 luôn. Đâu? Được, để tao quấn cho nó. Ấy tao quấn nó nâng cấp được cái con thì đó quấn đi. Tao nâng cấp con cô móc luôn. Mày né ra coi. Quấn nó đi, cấp con móc. Đây, mọi người xem đây, Mega. Ê, trời, phiên trời sai chứ gì trời, tốn thời gian. Mình đấm nó bằng BC9 với lại cái chiêu Aurafe là nó không có khả năng nào mà chống cự lại với sức mạnh vô địch của Mewtwo. Nhưng mà nó mình... có nhiều con, mày đem theo tóc mình con Mewtwo sao đánh trời. Một mình con tao là chấp hết rồi. Này, vô. Một trưởng nè, một trưởng, một em. Ôi, ghê vậy. BC trai nè, một đấm nè, một đạp nè. Ôi, ghê vậy. Aurafe nè, Aurafe nè. Aurafe đó nè. Ôi rồi, xong rồi. Gãy liền luôn, nó không có khả năng nào mà chống cự được không? Mewtwo siêu việt của mình đã được 35 rồi nè. Ủa nó chưa biến hình nữa hả? Chưa đâu, bây giờ mình cần phải đợi giờ sáng để giờ biến hình, bây giờ nó sẽ biến lên common mới sao? Đập biến hình cosmo mới sao? Cosmo em mọi người. Thì nó sẽ biến thành con Cosmo em, sau đó thì nó sẽ biến tiến hóa thành một cái dạng băng Ice. Cindy thì sẽ biến thành Stone Galeo, còn băng cái dạng Moon á, buổi tối á như thế này sẽ biến thành con Lunala. Kia level 96 nữa kìa. Cứ một đấm là đi về giường hết. Hãy chờ 36 rồi. Ok, chúng ta sẽ trở về nhà thôi. Rồi bây giờ sẽ qua lấy túi kẹo. Ui giời, đói rồi. Lấy túi kẹo để cho mà cái con cái mod này nó sẽ lên luôn cái level tiến hóa và chờ bạn ngày tranh thủ. Và bạn ngày chúng ta sẽ lấy chúng ta sẽ cần có kẹo. Rồi kẹo để cho con cosmos này tiến hóa thành Sơn Galeo. Qua chay cho tao đi. Rồi mày phải cống này của tao có lý hơn á. Không biết hết không mà không em có mà không. Đây nó sẽ tiến hóa nè, nó sẽ evo nè mọi người. Đây là bao nhiêu rồi tiến hóa vậy? 37, 38 gì đây. Đấy, nó sẽ tiến hóa thành cái dạng hình như là cái cục, cái bông, hình, cái hình. Đây nè, hình cái bông, không phải hình giống ngoài hành tinh, nó hình giống ngoài hành tinh, không hợp. Cosmoid. Cosmoid. Đấy, mọi người thấy không, cái dạng là y như là cái dạng Vũ trụ. Vũ trụ không gian rất là huyền bí á, và ở level, ôi giờ hết kẹo luôn.
ở level bao nhiêu ta? Cho ôi 53 nó sẽ tiến hóa thành Sunglare vào buổi ban ngày mọi người. Đấy. Sunglare ban ngày nhá. Ôi nhìn kìa, nhìn kìa. Ui ui ngầu cái bự. Ui một con sư tử. Wow. Ôi không tròn nó, không tròn nó mượn đâu. Ui mà con sư tử này chán quá. Nó đi chậm quá mọi người, nó chỉ bay được thôi. Con bay được luôn hả? Con sư tử này bay được mà. Ghê hả? Ờ. Bay được luôn kìa, cho tao thấy luôn kìa. Ê, bữa sau mình sẽ huấn luyện nó thành sư tử bá đạo. Bây giờ mình không có con Lê Roma, không biết. Ok, thôi rồi, coi như là để mọi người có thể một cái form nhìn đẹp nhất từ con Sơn Galeo này á, để mình phải kết hợp với con con của con núp thôi mọi người. Nó khôn quá, nó chạy mấy tray rồi mọi người, nhìn nó kìa. Đi thôi nó chứ, mọi người coi nó kìa, coi nó kìa. Đi thôi nó chưa mấy chai trước luôn kìa. Mấy chai ngay đây nè mày, con núp kìa, mấy chai mấy giao dịch bên đây có nè. Chị tao đứng đây sẵn nè. Tao đứng đây nè, giờ tao là người cho mày mượn. Đây là mượn đó nha, mốt tao lấy lại đó. Mốt tao con. Mốt tao con này Roma tao lấy lại đó. Trời ơi nó cho mình con tôm mọi người, con này nó đê tiện ghê luôn á. Rồi bây giờ mày thử kết hợp thử con, mày dùng con Negro ra thử coi nó có nâng cấp được không. Rồi lấy cái đề này á, trưởng cho người nó. Yo. Trời ơi mọi người ơi, nó tiếng ơi. Ôi mẹ ơi, nó nâng cấp được kìa. Đổi cái chiêu chiêu nãy biết mày bỏ chiêu chiêu nằm hay cùi á. Ôi mọi người nhìn kìa. Ê cái này là cho mượn. Form của con đeo phô má tao luôn. Ê, cái này là cho mượn nha, bữa sau tao lấy lại á. Thôi mà không cưỡi được. Không cưỡi mày khùng mà, cái dạng này sao mày cưỡi được. Ôi trời ơi, các bạn ơi, nhìn cái dạng của con này ghê quá mọi người. Kìa. Lần đầu tiên mình thấy cái dạng con, cái dạng Ultra, cái này hình như là Ultra Necroma mà đúng không? Cái này dạng là dạng Ultra rồi. Cái gì cũng kệ tao đi, của tao. Ê, solo lại mày, coi thử coi quýnh thắng được nó không. Ôi ghê chưa, hai cánh đuôi, cái đuôi có cái hình cây đinh ba luôn. Ôi cái dạng này nhìn hơi ghê đó. Râu nè, hai cái tay ghê không, có hai cái tay. Ê chết, chơi lộn, kêu rồi. Tao chơi cái chiêu mới, nó mới có rồi. Ghê, cái chết luôn, nhưng mà chết con cua luộc của mày á. Để coi mày cái dạng của mày có thể làm gì. À, dạng mày thì biến hóa, mà tao phải chấp nhận một chiêu bị đau trước đã. Sau đó con này chưa chắc quýnh lại con của anh đâu, mọi người cứ yên tâm đi. Bữa sau mình sẽ kiếm Negroma và lấy lại con Sơn Galeo. Cho mày mất dạng. Đánh con khác mà. Vô lại mày, bước vô lại. Mày lấy con gì ra? Lấy con gì khắc hệ tao đúng không? Lấy con gì đó? Không. Ôi. Cần khắc hệ đâu, tao lấy ếch đỏ cho tao ra. Lấy con ếch nó ra luôn hả? Cho chung ếch tiếp. Vô. Mày vô. Hả bưởi? Ui né được, né được, né được. Quả tờ Shuriken, quăng Shuriken vào đầu nó. Chau. Mày hả bưởi, mày hả bưởi. Rít máu kìa mọi người, rít máu kìa. Trời ơi, kìa. Này thì hổ báo hả mày? Waterball nè con. Chết rồi đi. Mày hả bưởi? Con ếch của mày mạnh quá à. Bình thường thôi, tao không thích đem ếch siêu việt của tao ra, mày dám mua láo hình không? Chắc là nice slash học tắt. Trời đói rồi. Dám dạ. Cười vô mặt mình đó mọi người. Không có tuổi luôn đó. Con ếch đó của mày, con ếch mày mày cái tuổi thắng được con Mewtwo huyền thoại của tao thôi. Bữa sau tao làm con Mewtwo y cho mày quýnh với tao mày. Ok mọi người, chắc là video này của mình sẽ dừng lại đây thôi. Và nếu mọi người thích video này của mình á, mọi người đừng quên để lại một like, một subscribe và mọi người like cho con ếch Greninja của Wan vô địch thiên hạ mọi người. Ok bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.